Phần cuối chương trình là những thông tin dự báo thời tiết. Xin kính chào quý vị và các bạn. Do khối không khí lạnh suy yếu và chưa có hình thế nào gây mưa tác động nên thời tiết trên cả nước vẫn đang trong xu thế tăng nhiệt. Và nơi có mức nhiệt cao nhất trên cả nước vẫn là tại các tỉnh thành phía Nam khi cả Tây Nguyên và Nam Bộ trời đều tạnh giáo và có nắng nhiều vào ban ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại Tây Nguyên sẽ dao động từ 29 đến 32 độ. Còn tại Nam Bộ trong hướng 32 đến 35 độ, riêng tại miền Đông Nam Bộ mức nhiệt có thể đạt mức 35 đến 37 độ và có nắng nóng. Ở Trung Bộ, dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận đều chỉ có mưa vài nơi và ban ngày có nắng nhiều, cùng nhiệt độ sẽ tăng dần từ Bắc vào Nam, cao nhất đạt ngưỡng là 29 đến 32 độ, có vài nơi vượt ngưỡng 32 độ. Trở ra Bắc Bộ, không khí lại chi phối thời tiết, các tỉnh thành miền Bắc đang di chuyển ra phía đông và suy yếu dần. Cùng với đó, đới gió đông ở rìa khối không khí lạnh sẽ đưa ẩm từ biển vào trong đất liền, gây mưa nhỏ và sương mù vài nơi lúc sáng sớm, phần nào sẽ làm giảm tầm nhìn, người dân cần phải lưu ý đề phòng. Nhiệt độ cao nhất trên khu vực cũng sẽ tăng nhẹ, dao động trong ngưỡng từ 17 đến 29 độ, vài nơi sẽ cao hơn. Đến với Biển Đông, tại quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa đều phổ biến có mưa vài nơi và gió thịnh hành là gió Đông Bắc cấp 4 và cấp 5, tầm nhìn xa là trên 10 km. Nhiệt độ tại cả hai quần đảo không quá ngưỡng là 32 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ.